Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel Hùng Review đây. Sau C35 thì đây là C55, một chiếc điện thoại giá rẻ đến từ nhà Realme. Với chiếc điện thoại C55 này thì đây sẽ là một cái phiên bản nâng cấp nhẹ và là một cái phiên bản kế nhiệm của Realme C35. Vậy em này có gì nâng cấp, có khác biệt gì so với C35 hay không? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về Realme C55 nhé. Trước khi bắt đầu video này, nếu bạn nào quan tâm về Realme C55 với mức giá tốt nhất, đặt hàng ở đâu, có mức giá thơm và cũng như là có nhiều khuyến mãi thì hãy tham khảo ngay tại cửa hàng Sephonet thông qua link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ mọi người có thể là bắt đầu video và cùng mình khám phá về Realme C55 thôi. Ok, vỏ hộp màu vàng quá quen thuộc của nhà Realme rồi. C55 ở đây và phần mặt sau thì sẽ là cái phiên bản của mình đang có. Phiên bản em này sẽ có hai option lựa chọn về cấu hình. Các bạn sẽ có 8/128 và cũng như là 8/256GB. Thì cơ bản nếu như bạn nào cần một bộ nhớ ROM nó nhiều một xíu thì có thể cân nhắc phiên bản 256. Còn đối với cá nhân mình thì 8/128 đã quá là đủ rồi. Ok, đây là những tính năng nổi bật của Realme C55 này, mọi người có thể xem. Ví dụ như camera SuperVOOC, rồi là cũng như là nó sẽ có là hiệu năng chip ra CPU ra sao. Đó, bây giờ thì chúng ta cùng nhau mở hộp ra để xem là bên trong hộp C55 lần này Realme sẽ cho chúng ta những gì nhá. Về cái phần hộp ở phía trên ấy, thì Realme C55 ấy, các bạn sẽ có ở đây là que chọc SIM này. Các bạn sẽ có ở đây là cái ốp lưng của cái sản phẩm này. Với ốp lưng của Realme C55 thì đây sẽ là ốp lưng dạng khói. Mình rất là thích ốp lưng kiểu này các bạn ạ. Vì như vậy nó ít bám mồ hôi, dấu vân tay và cũng như là khi mà gắn vào điện thoại thì nó sẽ đẹp hơn một chút. Và với phiên bản màu gọi là phiên bản màu đen thì mình có ốp lưng khói, không biết là phiên bản màu trắng thì ốp lưng như thế nào. Thì về phụ kiện bên trong ấy, thì các bạn sẽ còn có thêm một sợi cáp sạc và một cái củ sạc SuperVOOC có công suất là 33W nữa các bạn ạ. Nói chung thì đây là một cái combo phụ kiện mà mình thấy rằng là quá ổn ở trong cái tầm giá này rồi. Ok, còn bây giờ hãy quay trở lại với con Realme C55 này để xem là với chiếc điện thoại này thì nó sẽ có gì thú vị nhá. Rồi, cái điểm mà mình thấy rằng là nâng cấp lớn nhất ở trên con Realme C55 đó chính là về thiết kế. Thì thiết kế của em Realme C55 này nó sẽ được tinh chỉnh lại. Nói chung là nó sẽ có khá là nhiều cái sự khác biệt. Ví dụ như con C35 đúng không? Chúng ta chỉ có phiên bản màu xanh và nhìn nó sẽ hơi bóng bóng. Thì với C55 các bạn sẽ có hai phiên bản màu. Một là phiên bản màu Sunflower, hai là phiên bản màu Black, phiên bản màu đen mình đang có trên tay ở đây. Thì với phiên bản màu đen ấy, mình thấy rằng nó khá là đẹp và cũng như nó khá là nam tính. Tuy nhiên đối với cá nhân mình, nếu như muốn lựa chọn một cái phiên bản màu sắc cá tính ấy, thì mình sẽ lựa chọn phiên bản màu Sunflower. Tại vì mình thấy rằng là với phiên bản màu đấy thì nó sẽ rực rỡ hơn, nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ sâu được cái vẻ đẹp của cái phần mặt lưng của sản phẩm. Cơ bản thì cả hai sản phẩm đều có cái mặt lưng là mặt lưng nhám, không bám lại mồ hôi dấu vân tay và khả năng chống trầy sức của nó thì rất là tốt. Các bạn sẽ có cụm camera kép và bao gồm là hai ống kính, camera chính là 64 chấm và camera còn lại là camera macro nha các bạn, không có cảm biến góc rộng. Về phần viền ấy thì với Realme C55 thì các bạn sẽ có phần khung viền thiết kế giống C35. Nó vẫn là khung viền dạng vuông và các bạn sẽ có vân tay ở ngay phần cạnh viền. Tổng thể thiết kế của máy khá là lớn, tuy nhiên em này trọng lượng khá nhẹ nên là khi mà mình cầm nắm trong tay thì nó không hề quá bị nặng nha các bạn. Nhưng mà với những cái phần viền của nó thì mình cảm giác rằng nó hơi bị sắc một chút. Nếu như mà nó bo cong giống như những dòng điện thoại thông thường thì mình thấy rằng nó sẽ hay hơn. Nhưng mà bù lại thì với phần thiết kế vuông kiểu như thế này thì nhiều bạn sẽ thích nó vì thiết kế của nó sẽ trông sang hơn, trông đẹp hơn. Con này thì vẫn đầy đủ các cổng kết nối như là jack 3.5, loa ngoài và cổng sạc Type-C ở ngay phần bên dưới. Và về phần mặt hình mặt trước ấy, thì với Realme C55 đã có một cái điểm nâng cấp hơn so với lại C35 rồi. Các bạn sẽ có màn hình là IPS LCD. Các bạn sẽ có cho mình kích thước đó là 6.72 inch và độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus. Và em này nó vẫn được trang bị tần số quét màn hình cao là 90Hz. Nói về cái màn hình này thì mình thấy rằng khả năng hiển thị của nó đang khá là ổn ở trong tầm giá các bạn ạ. Mình cũng không biết tầm giá bao nhiêu, nhưng nếu là phiên bản nâng cấp của C35 thì nó cũng chỉ loanh quanh đâu đó khoảng tầm từ 4-5 củ khoai cho phiên bản cấu hình thấp mà thôi. Đó, thì cái phần màn hình này mình thấy rằng khả năng hiển thị của nó cũng đã khá là ổn rồi. Phần cằm bên dưới không hề quá dày, thậm chí là còn mỏng hơn so với một số con sử dụng AMOLED trong tầm giá. Và cái phần camera đục lỗ ở bên trong màn hình này nó cũng không có bị thâm gì quá nhiều. Nói chung là trải nghiệm sử dụng trên cái màn hình này thì nó khá là ngon nha mọi người. Đó, về độ sáng này, về góc nhìn và tất cả mọi thứ trên cái màn hình này thì mình thấy rằng nó cũng khá là ổn ở trong tầm giá. Cơ bản thì nó chưa thể nào bằng màn hình AMOLED được, nhưng đây sẽ là một cái tấm nền IPS chất lượng, nó không phải là một tấm IPS quá lỏ. Và camera đục lỗ cũng sẽ là một sự nâng cấp trên sản phẩm này. Khi mà C35 các bạn sẽ có camera nút camera gọi là giọt nước thì em này đã có cam đục lỗ rồi các bạn ạ. Còn về phần mềm bên trong ấy thì Realme hiện tại đã
làm cái phiên bản phần mềm riêng. Và hiện tại đây, chiếc máy này nó sẽ là chạy cho mình cái giao diện là Realme UI 4.0 và nó được tùy biến trên Android 13 các bạn ạ. Thế nên á, là với sản phẩm này thì mình thấy rằng là cái giao diện của nó đã được cải thiện khá là nhiều, trông có vẻ như là đơn giản hơn, trông sẽ kiểu cảm giác gọn gàng hơn và nó đã tối ưu hơn về cái khả năng đa nhiệm. Còn nói ở về cái khả năng đa nhiệm ấy, thì mình thấy rằng là với cái giao diện Realme mới thì cái khả năng đa nhiệm của nó đã được cải thiện khá là nhiều, và cái thao tác khi mà chúng ta đóng mở ứng dụng thì nó cũng rất là mượt, cái hiệu ứng chuyển cảnh của nó cũng rất là ok, cho dù là cấu hình của nó thì cũng không phải là quá cao ở trong tầm giá nha mọi người. Và với cái tần số quét 90Hz thì các bạn vẫn có thể tận dụng được khi mà chúng ta sử dụng thông thường và cũng như là sử dụng với những cái ứng dụng mạng xã hội. Vẫn tiếp tục về vấn đề đa nhiệm ấy, thì em này sẽ được trang bị cho ta một cái option RAM khá là lớn là 16GB RAM và bộ nhớ trong sẽ là 128 hoặc là 256. Đương nhiên là với 16GB RAM đấy thì bạn sẽ có là 8 thật và 8 ảo. Thì cơ bản với 8GB RAM cứng ấy thì các bạn cũng đã khá là thừa để chúng ta có thể đa nhiệm đâu đó khoảng tầm 5, 7 hoặc là 10 app rồi. Và với em này thì sẽ được trang bị con chip là Helio G88. Thì đây mình thấy rằng nó chưa phải là con chip quá mạnh, vì đây là một con chip đã từng trang bị trong những dòng điện thoại có phân khúc giá thấp hơn. Nhưng ấy, mình thấy rằng là với con chip này thì hiệu năng của nó cũng phải gọi là mạnh tương đương với mấy con như kiểu là Snapdragon 680. Thế nên trong tầm giá thì mình thấy đây cũng không phải là con chip quá yếu, nó cũng đủ để đáp ứng cho chúng ta những cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày một cách khá là mượt mà. Và bên cạnh đó, nếu như các bạn game cùng nhẹ thì các bạn có thể chơi được tựa game Liên Quân này, chơi được PUBG này, và nếu anh em chơi ấy, thì hãy setting đồ họa ở mức là phù hợp nhé. Còn nếu mà setting đồ họa tối đa thì mình tin chắc rằng con này nó sẽ hơi lag đấy, và đặc biệt chơi những tựa game nặng như kiểu là PUBG Mobile gọi là 60fps hoặc là Genshin Impact đồ họa cao, đồ họa trung bình, kể gọi là đồ họa gần thấp đi, thì nó cũng sẽ rất là lag. Nên á, mọi người nên chơi nó, sử dụng con này với những cái tựa game có mức cấu hình thấp và trung bình thôi. Còn đến với một cái điểm nữa, đó chính là về phần camera. Thì camera chính của em này sẽ có cái độ phân giải đó là 64 chấm. Cơ bản thì mình thấy rằng camera chính ở trên con Realme C55 này thì nó khá là ổn về chất lượng này, về màu sắc cũng như là khả năng chụp ảnh thiếu sáng, mình thấy khá là ngon. Tuy nhiên thì nó sẽ thiếu vắng đi sự có mặt của camera góc rộng này. Nếu mà về khoản quay video thì nó vẫn sẽ hơi rung nhẹ. Nếu như các bạn cần một camera gọi là đủ đáp ứng cái nhu cầu phổ thông của chúng ta trong tầm giá thì với sản phẩm Realme C55 là ổn rồi. Còn nếu các bạn có nhu cầu cao hơn như là chống rung quang học hoặc là chúng ta cần những cái phần như là camera góc rộng thì em này vẫn đang còn hơi thiếu. Được cái là camera selfie của nó sẽ độ phân giải là 8 megapixel và nó sẽ có rất là nhiều các chế độ làm đẹp ở đây. Cùng với đó các bạn sẽ còn có rất là nhiều những cái phần như là chân dung này, rồi chúng ta sẽ còn có những chế độ như là filter để có thể là chỉnh sửa thêm những hình ảnh. Và với chất lượng chụp ảnh selfie của con Realme C55 này thì mình thấy rằng nó khá là tốt các bạn ạ. Ok, còn đến với cái phần là pin ấy, thì với chiếc máy này nó vẫn được trang bị viên pin 5000 mAh như là Realme C35. Mình thấy rằng đây là một cái dung lượng pin ở cái mức phổ thông ở trong tầm này rồi. Tại vì cơ bản là các bạn muốn một chiếc máy mà nó vừa mỏng nhẹ này mà cái thiết kế của nó phải đẹp ấy, thì đương nhiên ấy, pin của nó chỉ dừng lại mức là 5000 thôi. Với những chiếc máy pin 6000 hoặc pin 7000 mAh thì đánh đổi lại thiết kế của nó nhìn nó gấu hơn, nó dày hơn, nó nặng hơn, thì với viên pin 5000 mình thấy rằng một viên pin phổ biến và nó là rất là phổ cập trên những con điện thoại trong tầm giá. Nó sẽ giúp máy mỏng hơn, gọn hơn và cảm giác cầm nắm cũng nhẹ nhàng hơn. Cái quan trọng nhất ấy, là em này thì vẫn được trang bị sạc nhanh công suất là 33W. Thì mình thấy trong tầm giá mình ước lượng nhé, khoảng tầm 4 đến 5 thôi, thì em này đã có được một cái công suất sạc khá là tốt rồi. Ngoài ra thì với em này thì mình thấy rằng là lần này Realme cũng đã cải thiện những cái điểm trừ ở trên Realme C35 khá tốt. Ví dụ như thiết kế được cải thiện hơn một chút này, màn hình cũng được cải thiện hơn một chút, hiệu năng cũng được nâng cấp hơn một chút. Nói chung là mỗi thứ thì đều có một sự nâng cấp hơn một chút ở đây. Với mức giá của sản phẩm này thì mình dự đoán nó sẽ ở tầm là 4 đến 5 triệu cho phiên bản thấp. Còn phiên bản cao thì có thể là trên 5 chẳng hạn. Thì nếu là các bạn nghĩ rằng con C55 này nó sẽ có mức giá là bao nhiêu, hãy cùng mình dự đoán ở ngay phần bình luận của video này nhé. Và khi mà mình public video này thì chắc là C55 đã được bán hàng rồi. Thế là nếu bạn nào quan tâm về mức giá của nó thì có thể tham khảo ngay tại đường link phần mô tả và bình luận của video này luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.